Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Ngồi dứt cái ngắt à. Nè, câu quá trời luôn. Tụi này nó theo mùa, nó đu trên cây xương rồng, nó đu để nó ăn ha. Và nó có nhớt các bạn. Những con ốc này nó sẽ gặm những cái lá nó ăn. Hồi lúc mình mới về mình cứ tưởng ốc hương mà nhìn nó giống ốc hương thiệt. Bữa nào mày đu lên đầu Lucy tao coi thử coi anh chim. Khu vực này là có nào là có rau, có cỏ, có xương rồng cho ăn. Nhưng con rất là bự đây nè. Đang lám vô đây nè. Cái gì vậy Lucy? Còn sống ở dưới nước mình thấy nó que quẩy nè. Đụng nó que quẩy à. Mình đưa lên đòi là nó khép lại. Thực hiện cái hành vi gì không mà thấy nó dính vô nhà thôi. Chắc không quá. Chết rồi, mình phá quá. Mình phá cuộc vui của nó vui tiếp đi con. Ờ, mọi người thấy con ốc nó vận động không? Để xuống đất rồi nó dẫn đi đứng nè. Một nồi. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay sẽ đi một vòng quanh nhà tìm những bạn ốc chơi ha. Rồi ốc bu quá trời luôn nè. Ôi con này nó lòi ra hai cái đầu như ốc sên nè. Ốc trong vườn của mình Lucy xém té. Ốc trong vườn của mình nó có hai loại các bạn ha. Có một loại thì nó leo trèo, nó bò lên trên cao, còn có loại dưới nước nữa. Đây, bự chà bá luôn. Có ôi con này sao bị mất râu. Nhưng mà dứt cứ ngắt à. Con này nếu mà dân địa phương ở đây mấy anh phụ giúp ở đây là anh làm anh nhậu mà nghe nói là phải biết làm nha các bạn. Không biết làm là ăn nó cũng có độc ha. Con này nó khá là giống ốc hương. Hồi lúc mình mới về đây mình tưởng ốc hương không, nó trời ốc hương mua mắc quá, sao đây ốc hương rẻ dữ vậy. Có những con màu nó sáng đẹp, có một loại ốc lá nữa, nhưng mà cái loại ốc lá là cái con ốc mà màu nó đẹp á, màu nó không biết cái này phải gọi là ốc lá hay không ha, mà màu xấu thôi. Còn có những con ốc mà màu xanh nè, rồi trắng rồi rất là đẹp. Hôm bữa mình có đi ốc hội lá đó, mình có quay cho các bạn coi đó, rất là đẹp ha. Nè, coi quá trời luôn. Tụi này nó theo mùa. Nó đu trên cây xương rồng, nó đu để nó ăn ha, và nó có nhớt các bạn. Nó có nhớt. Nó sẽ gặm những cái lá, những con ốc này nó sẽ gặm những cái lá nó ăn. Thì thằng Teppy mê cái này lắm. Mê con này lắm. Hồi lúc mình mới về mình cứ tưởng ốc hương mà nhìn nó giống ốc hương thiệt. Giống ốc hương không? Quá giống ốc hương luôn. Đầy hết nè, bu đầy hết. Cái cách con này nó giao phối cũng độc lắm, nó có hai cái gai sinh dục ở đâu á. Tới lúc mùa giao phối nó mới lòi ra. Nó lòi hai cái gai ra. Xong rồi nó dịnh vô vậy nè. À, hai gai nó dịnh theo chiều vậy nè. Mày che. Đó, hai gai dịnh theo chiều vậy, xong rồi cái dịch đồ nó truyền theo cái đường này, nó truyền từ con này qua con này. Khá là lạ luôn. Nè các bạn coi cái đậu kính ở đây hết. Đây là những cái cây này là cây xương rồng tai thỏ ha. Các bạn nhìn những cái này là những cái sắp nó ra lá non nè. À, hôm nay nó làm vậy nè. Coi như là đầu tiên này nó lên cái đốt vậy. Đó, xong rồi nó phát triển thành vậy. Rồi nó to lành vậy. Đó, từ từ bắt đầu nó ra từng bánh nhỏ. Rất là đẹp ha. Đây mình trồng được một hàng cho mấy anh gù ăn. Ở đây á các bạn là cái rau muống này là mình rau muống cũ của ngày hôm qua. Đó, mình dục ở đây. Cho mấy con ốc này nó ăn luôn. Nhưng mà mục đích là các bạn thấy là khi mình dục xuống á là cái lá non nó sẽ nổi lên, cái xanh nó mọc lên. Ủa nhớ đây con cày trời sao gãy rồi. Bậy rồi đó, cái này Lucy ban hả Lucy? Ok. Một lát nữa sẽ trồng cái cây này lại ha, rồi kiếm cái xẻng ra trồng. Các bạn có những cái gốc này rất là bự. Này là ngày trước á một người em tặng cho mình, biết mình tìm mấy cái này cho mấy em rùa ăn á, cho nên là tặng mình cái cây này. Cái này gọi là xương rồng tai thỏ, mà cái xương rồng tai thỏ cái loại này là cái loại không có gai các bạn nha. Cũng là xương rồng tai thỏ nhưng mà có loại gai rất là dày, gai rất là cứng. Đó, và nó kín hết chỗ này nè. Thì trước khi ăn người ta phải cạo cái gai bỏ đi. Còn cái này là không cần cạo luôn. À, nó không có gai. À, nó lú lên cái mầm nè. Các bạn thấy là nó leo lên rất là cao.
Đó, những con ốc này nó leo lên đây nè. Còn những cái này là cái phân của nó. Đây, đây là phân của nó. Nó leo lên nó ị, nó dính trên tường này. Này nhà thành phố thì rất là ít thấy ha. Còn dưới mình thì quá trời luôn. Cái đầu này đầu của đất luôn. Con chim này. Ủa cái điện thoại này mình đang quay đằng trước á, mình muốn lật cái đằng sau được không ta? Không được hả? Phải lật máy nó vậy chứ không có lật camera được hả? Dạ không. Giờ gặp ai nó cũng bữa nào mày đu lên đầu Lucy tao coi thử coi ăn chim. Gãi ngứa cái chừng nó ị luôn á. Cái đậu lên ốc mặt bên này cũng quá trời luôn nè. Rất là nhiều. À. Tụi nó là khoái sống khu vực này ha. Khu vực này có nào là có rau, có cỏ, có xương rồng cho ăn. À. Đầu kính đó thằng Teppy nó mê mấy này lắm. Ồ cái này có con đệ nào nó ngoài nó tới nó cạp nè, thấy không? Xương rồng tay thỏ nè. Nó cạp nhưng mà cây này hơi già, nó hơi cứng. À, nó cạp xong rồi nó liền lại nè. Có con đệ nè nó đi ăn ở đây. Cái cây này mình càng nuôi càng lâu cái gốc này nó càng bự lên ha. Nó càng bự lên, mốt mình làm thêm một rừng luôn. À, nó đu trên đây, quá trời luôn. Còn tiếp theo sau đây sẽ là cái khu vực ốc ở dưới nước. Đó. Đây, những con ốc này là từ những cái trứng này nó nở ra đây. Đó, từ những cái trứng này nè. Nó nở ra mà còn sống luôn nha các bạn. Đây. Ồ, cái này nó đang dính cái gì đây nè. Cái này phải, không biết, cái này ốc bu vàng. Có những con rất là bự đây nè. Nó đang bám vô đây nè. Trời, cái gì vậy Lucy? Ủi sao em muốn té luôn nha. Các bạn ha. À. Nè, ăn ốc không? À. Đây là ốc bu vàng ha các bạn ha. Đây là loài xâm hại. Rất là nhiều nè. Nó leo lên đây để trứng. Nước đang lên cao á. Trứng rất là đẹp. Đâu đi ra coi anh chỉ cho mọi người coi coi. À, còn sống luôn. Còn sống ở dưới nước mình thấy nó que quẩy nè. Đụng nó que quẩy nè. Mình đưa lên đờ là nó khép lại. Hai con này nó đang bấu vô nhau. Không biết nó có đang thực hiện cái hành vi gì không mà thấy nó dính vô nhà thôi, chắc không quá. Ồ có đang giao phối hay gì nè. Lòi cái hàng ra đây nè. Chết rồi, mình phá quá, phá cuộc vui của nó. Vui tiếp đi con. Vui tiếp đi, nó đang quéo nha hả các bạn ha. Cái này là cái chắc cái gai sinh dục của nó nè. Nó đang nhét vô gai này. Vui tiếp đi. Rất là nhiều luôn. Mấy chim bồ câu đùng đùng hết hồn. Tụi ốc này nó đẻ trứng đẹp lắm nha các bạn. Ê đây nè, nhìn con này nè, con này có hai cái râu đang lòi ra nè. Này có râu. À con này con có râu rồi ha. Đó, râu dài nè đang lòi ra nè. Hai râu. Ở dưới nước thì mình thấy chứ mình cầm lên thấy nó chui vô trong, đó nó đang đi dưới nước kìa, thấy không? Này khác ốc nãy ha. Ốc nãy râu ngắn hơn, ốc nãy giống như ốc sên vậy đó. Còn này ốc bu. Có hai râu giống như cái gì trên đầu Tề Thiên không? Nhiều lắm. Tụi này nó buổi tối nó hoạt động ban đêm các bạn. Buổi tối nhiều. Nhiều khi buổi tối á nó bò ra ngoài đường này nè, nó bò ra trên cái lề nè. Cái buổi tối mình có một chuyện gì mình đi ra đây mà trời tối mình đâu biết đâu. Mình đi mình đạp nó nghe rộp 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 nó bể nát ra luôn. Nhiều khi không có cố ý ha. Không có cố ý mà nó buổi tối là ở đầu nó đi kiếm ăn. Nó kéo ra ngoài lề đường đi rất là nhiều nè các bạn, nhìn trên vách tường. Ê, có con này nó màu nó vàng hơn so với mấy con đen nè. Này đồ biết gen nha. Này cũng nhiều lúa à. Hơi vàng hơn. Này giống con anh em chơi thí sinh có con ốc táo á mà ốc táo nhỏ hơn.
nhỏ xíu xíu. Rất là nhiều ốc. Đây là cái đường mà cũng là cái đường thoát nước mưa luôn. Đó. Mà hôm nay mưa quá, mưa ngập luôn. Đây bên này nó ngập lúc bên này luôn nè. Chưa rút hết nữa các bạn, này mình tính xúc cái hồ để mình trang trí làm một cái tiểu cảnh mới, mà nước ngập cao quá nè, nước ngập lên tới đây luôn. Rồi mấy con ốc nó chui lên đây nó sống luôn nè. À, mặt nước thấp thấp nhìn tụi nó đang đi kìa, nhiều lắm. Cái bà Lucy này nó phá dễ sợ luôn, chỗ người ta đang quay vô làm nhè màn hình luôn. Vô làm nước đục ngầu luôn rồi, nước đang trong quá trời nè, tụi nó đang đi nè. Ừ nè, nó đang đi nè. Hai con luôn nè. Ừ. Nó có hai cái râu, đây nữa nè. Đó, hai cái vòi này. Chức năng của nó không biết có phải là dò đường không, radar dò đường không. Đó. Thử chạm vô coi nó có tốt. Không thu lại luôn nha các bạn. Không thu lại luôn, chỉ có mình đưa nó lên bờ là nó thu lại này. Nè, nó đang lòi ra nha, đưa nó lên cái. Thấy nó khép lại. Ồ. Cái nhúc nha, nhúc nhích vậy. Ồ, đưa ra nữa rồi. Được, được. Ồ. Ồ, mọi người thấy con ốc nó vận động không? Giờ mình thử đụng vô đây cái coi. Khá là dạng á. Đưa lên là khép à. Đẩy xuống đất rồi nó dẫn đi đứng nè. Ở bên Pháp có món gì đặc biệt ta quên này, ốc bu luôn không ta, hay là ốc sên ta, ốc sên gì á, món đó đặc tiệt của Pháp á. Như Việt Nam mình cũng có người làm đó, nuôi ốc đó, xuất khẩu ngược qua bển, này quá trời luôn. Bạn thấy hồi đó cái chỗ này của mình là nó, cái chỗ này là mình thiết kế để cho mấy bạn rùa vô trú mưa nè, đó là lúc trước nó nằm trên cao á. Mà lúc này mưa đồ ngập quá rồi, đất nó lúng từ từ xuống. Giờ nó thành ngập đi luôn. Mấy bữa nay mưa quá. Mọi người mà coi clip của mình là cũng thấy cái mấy cây dừa này nó cao lên nè. Cao hơn hẳn so với lại những cái clip đầu cách đây mấy tháng á. Đã cao lên rất là nhiều. Rồi cây này héo luôn rồi. Sao kỳ vậy? Cây này chắc đi bụi luôn rồi quá. Đây các bạn, đây là một cái căn biệt thự của vịt được triệu view, mấy triệu view luôn. Mà giờ cây này hư rồi, cây này héo quá. Thì bữa nào bứng trồng lại cây khác. Trồng cái cây nó phủ ở đây nó cũng mát cái nhà vịt các bạn, nó che nó đỡ nắng. Chứ còn để cơ khơ gì khi nó nắng quá đó, mình che bớt lại. Có một cái tin buồn là trứng hôm bữa hư hết luôn rồi nha các bạn. Hôm bữa do là chưa có làm cái nhà vịt, cho nên là đó nước mưa nó ngập cái đó đó. Rồi trứng nó ngâm trong nước, nó bị úng, nó thúi luôn, nó hư luôn. Chính vì vậy mà mình mới quyết định là mình làm cái nhà cho nó kín đáo an toàn hơn, nó đỡ mưa hơn đó, chứ mưa là hư trứng. Ở bên đây nhà mình còn một cái kho nữa mà cũng lâu quá mình chưa vô đây. Nhiều khi bây giờ mở cửa vô đây là gặp được con tô cây gecko mà bự không chừng, tại vì cái chỗ này ít vô lắm. Đây là cái kho riêng của cái chuồng chim. Lâu quá không biết bỏ cái này cái gì. Đừng có con chuột nào chạy nhau nha, đừng có hù nhau nha. Đây. Ồ. Vô đây thấy một số đồ sẽ có thể sáng chế được á. Có thể sáng chế được nhà ở cho một số đứa đó nha. Đây là những cái chậu nhựa hồi xưa mình, cái chậu này hồi xưa mình kê đây nè các bạn. Mấy chậu trắng mình kê dọc theo cái đường mương này nè. À, dọc theo cái đường mương đó luôn. Nên mình che cái đường nước thoát đi, nhìn nó không đẹp mắt á, mình để nguyên cái dàn chậu trắng bo theo cái đường này luôn. Mình trồng gì vậy nè, lúc đó mình trồng
cái gì quên rồi, hoa 10 giờ của Thái rất là đẹp, nhưng mà nó cũng không bền theo thời gian nó cũng chết luôn. Còn những cái tấm bô ly này còn dư rất là nhiều, cái này có cần che chắn thì sẽ che chắn ha. Hôm nay không gặp á, hôm nay xui á, chứ bình thường gặp vô đây sẽ gặp những cái con tô cây gecko rất là to đó, nó trốn trong này nè, nó trốn vòng vòng trong này nè, mà tại hôm nay không gặp á. Đây là tàn tích của chuồng gà hồi xưa chơi gà. Ồ, trong này mấy cây lũa cũng còn, ê quên mấy cái chân để làm cái gì, cái cây xô hả, cũ á mình còn nhét ở trong đó đó. Còn mấy cái này là cái gì đây? Ồ, mấy cái dán này mốt lấy ra mà mục hết à, chắc cưa ở đầu đi, lấy ra làm mấy miếng gỗ để coi có trang trí làm được gì đó làm. Đây cái kho. Hồi lúc trước cái kho này là một cái cây sake các bạn, một cái cây sake rất là to ha, nhưng mà nó to quá nè, trên đây nó vẫn còn cái tàn tích nè. Hồi đó cây sake nó to quá rồi nó đụng cái trần luôn. À, có ai mà đặt câu hỏi là tại sao có ai lại đi quăng cái khúc cây ở trên cái nóc chuồng không? Là không phải ha, lúc trước cái cây sake nó phát triển tốt quá, nó đâm cái chòi, nó đâm xuyên qua cái lưới luôn. Nó đâm lúc còn nhỏ, xong đầu nó lớn từ từ, nó bự bằng khúc cây đó luôn. À, xong rồi mình chặt bỏ cây sake đi thì đầu nó còn lại những cái nhánh cây rồi nó nằm trên đó đó. Sắp tới là tốn tiền dữ nha các bạn. Sắp tới là tốn tiền rất là nhiều. Đây các bạn có thể thấy nè, mình làm cái chuồng này mười mấy năm rồi. Hồi đó mình là lưới này là lưới inox nha, 100% lưới inox, cho nên là sau 14 năm các bạn thấy cái chất lượng lưới nó vẫn còn nguyên, không có hề xét gì hết trơn á. À, cái này là lấy đồ chà ra là sáng bóng luôn á, không hề bị mẻ, bị một miếng oxy quá ăn mòn gì hết. Lúc đó mình xài cái lưới inox mà 304 này nó rất là chắc bền. À, nhưng mà những cái sắt của ngày xưa là ở đầu hư hết rồi. Hư hết rồi. Xét, rỉ xét hết rồi, nhất là những cái tấm la này. Ha. Cửa bọng rồi nó yếu hết rồi, nó hư hết rồi. Thì cho nên là sắp tới sẽ tốn tiền để mà làm lại mấy cái này. Nhưng mà làm lại cũng cực ha các bạn ha. Ví dụ như ở đây làm được, chứ còn mấy cái mà trên cao á là phải tốn dàn giáo, tốn nhân công làm. Đó, như mấy cái này là xét hết rồi, mục xét hết. Sắp tới sẽ tốn rất là nhiều lúa cho cái chuyện này. Đó. Thấy cũng hơi mệt rồi đó. Thấy cũng hơi đuối á các bạn. Lưới thì còn nguyên, nhưng mà sắt như mấy cái la này hư hết. Mấy cái chuồng cũng vậy các bạn, mấy cái chuồng là mấy cái thường thường á, mấy cái sắt để người ta làm la đồ á thì người ta chọn những cái sắt nó dởm. Sắt nó dởm, sắt nó không có chất lượng tốt đâu, dễ bị rỉ sét lắm. Thì hư hết rồi. Ôi, có mấy con ong ruồi nó bu vô cái cây dừa kìa. Đó. Ra bông rồi, cái này sắp cho trái rồi ha. Đó, ong bu. Ê, nuôi ong cũng hay lắm nha. Dạ, có nhiều người nuôi ong mà nuôi theo kiểu làm bét á, nuôi vui lắm. Rồi người ta tập cách huấn luyện ong, nuôi lấy mật đồ này nọ, công nhận giờ cái trình độ nó lên cao, môn nào cũng có thể chơi trải nghiệm được. Đây là những cái bông dừa ha, đây là con ong nè. Đừng chích nha, chích cũng bê lắm á. Cái dừa này mình nay chắc cũng phải 3 năm rồi, 3 năm được nhiêu đây rồi, sắp có trái uống. Nè, nước nó ngập lụt luôn các bạn. Cái chỗ này là hôm bữa là cái cây nho thân gỗ mình còn được 3 cây mà bữa giờ mưa ngập quá chết cây rồi. Các bạn nhớ góc này có cây nho thân gỗ không? Chết queo luôn. Chết rồi, bứng luôn rồi. Nước ngập quá, nước ngập chỗ này nè. Linh sam này, cây linh sam. Hôm bữa là mình cũng tưởng nó đi bụi luôn rồi. Nó xuống lá hết luôn. Ê, mình tưởng nó chết luôn rồi, mình hạ xuống ai ngờ nó ra lại thực non. Mà bây giờ nó đang ủng nước cái này cũng không có dám đào lên trồng đi chỗ khác luôn, tại vì giờ rễ nó đang rất là yếu. Thôi, mày sức chịu đựng, nhưng mà cây này sức linh sam sức chịu đựng nó rất là dai. Mặc dù cái xuất xứ của nó đó là ở trên núi, trên đồ ngoài đảo rồi này nọ cái thứ thì rồi nó ha có tạo ra lũa rồi thì mình nghĩ là nó khô cằn, nó không có chịu được nước, nhưng mà thật sự mà nói có những cây nó chịu nước rất là tốt luôn ha anh em ha.
ở bên kia mình có con cây kìa, mình ngâm vô cái không phải ngâm mà cái chậu nó lâu ngày quá nó bị bít cái lỗ, xong rồi nước mưa vô nó ngâm nó ngập luôn, mà để mấy tháng luôn nó cũng không chết nữa. Nói chung cây này khá là trâu. Này cốt này cũng bự à, này lúc mà mình chiết ra mình ghim nó cỡ này thôi, này bự cỡ này rồi. Này là giống đao điểm ha, bông nhiều. Ôi cái này hả, cái này cái hồ này là ồ vô tình nó thành khu rừng hoang dã luôn rồi. Hay quá ta, để kiếm đồ trà rửa nó coi, lại lấy đồ trà rửa nhìn coi ra cái gì không. Em không chỉ anh không để ý luôn á, cái chuồng đó hồi xưa các bạn là nuôi, hồi xưa mình nuôi bôn bay thành á, thì cái chuồng đó là một trong những cái lồng để nuôi, không cái lồng đó xuất phát ban đầu á là mình nuôi một con iguana lúc nhỏ, xong ấy iguana ra chuồng lớn thì còn dư cái chuồng đó, thì sau đó chuyện này kể ra cũng nhiều năm rồi, để đầu mình nuôi bôn bay thành, nuôi bay thành thì cái lồng đó mình nuôi những con rat, con chuột làm thức ăn cho con bôn. Đó, xong rồi cũng không có nuôi bon thời gian nữa cho nên là cái lồng đó nó bỏ trống mà mình cứ quăng ngoài trời vậy đó, không để ý luôn. Để lấy này về trà rồi mình nhìn cái khu rừng tự nhiên bên trong nó như thế nào nha, cũng hấp dẫn à. Không có nhiều người á, người ta trồng cây theo cái kiểu là có những cái bình bự các bạn nha, không biết các bạn có thấy chưa, mình cũng chưa có dịp tìm hiểu kỹ về nó nhưng mà mình thấy cũng khá là hay. Cái bình bự nè, xong rồi người ta đổ đất nền nó chỏng thì người ta bỏ mấy cái loại cây ở trong đó và người ta tưới một lần duy nhất thôi nha các bạn, xong rồi tưới trong đó, xong người ta đậy nắp kín lại luôn, có nghĩa là trong đó thành giống như một cái thế giới thu nhỏ luôn. Cây cối sẽ phát triển, rồi sẽ hơi nước nó sẽ bốc lên thì nó sẽ động thành dũng trên cái bình đó, xong rồi khi mà cái lượng nước nó tích tụ đủ nhiều đầu nó rớt xuống thì giống như mưa, nghĩa là nó tự cung tự cấp trong đó luôn, hơi nước không thể thoát ra ngoài đó, bạn hình dung không. Thì có như có cái bác kia ở bên nước ngoài á là nuôi cái bình đó là sáu mấy năm hay là ba mấy năm gì mình quên, nói chung là mấy chục năm, đơn vị là mấy chục năm, nghĩa là một cái bình vậy, xong rồi bỏ đất trồng vô, bỏ mấy cái hạt giống cây vô, xong rồi lấy cái nút đậy kín thì kín luôn, hơi không khí hơi nước không thể thoát ra ngoài được. Đó. Bây giờ mình sẽ coi thử coi cái này trong này nó là như thế nào. Này cỏ đầy dít nữa đây nè. Một nồi. Không biết trong này có con gì không? Nguyên con rắn này no luôn á. Một nồi luôn. Nhưng mà cái hồ này nó cũng khá là cũ rồi. Kiến nó chày chụa tùm lum. Ở hồ này xưa có thời mình nuôi mấy con ếch bạch tạng nữa. Để mình giờ mình sẽ khui lên đây thử cái coi có gì trong đây nha. Chứ giờ tre này cũng mờ quá không thấy được gì hết trơn á. Trời ơi, một nồi gà, một nồi cỏ dại. Đây là cái chất nền hồi xưa mình nuôi, lúc đó mình nuôi con gì trong này ta, hình như có một con gọi là gì, một con thằng lằn cũng khá là đẹp, mình nuôi trong đây, mình xài cái này là cái sỏi, sỏ suối. Rồi một cái hồ đã bị gãy, cái này dán đây. Đây là cái hồ đã hết sử dụng rồi, nó chày chùa không đẹp, chắc là cái này sẽ đem đi ra ngoài bán với chai luôn. Mà cái này chắc đi bán với chai này không mua đâu, này phải có những người mà người ta lấy cái kiến cũ á để tặng cho nó gọn cái chuồng lại. Bây giờ mình nói chung là dân số ngày càng đông ha, cho nên là mình đang tính toán thiết kế lại cái nào không phù hợp nữa thì mình đem ra khỏi vườn để trừ cái khoảng không để mình xây dựng thêm chuồng để mà tăng dân số đó, rồi cho tụi nó ở rộng rãi hơn, cho tụi nó ở rộng rãi thoải mái hơn, chứ còn mà ở chặt quá nhiều khi nó bị nhiễm bệnh ha, chưa có thời gian làm cỏ mấy cây bên này nữa nè, cuối năm tới nhiều việc quá trời luôn.
chưa có thời gian làm cỏ. Cái cây kia các bạn biết, cái cây này không biết nó có chung cái, có phải là cái loại đó hay không, nhưng mà về cái giống cây á, thì cái loại này bên Mexico người ta làm rượu tequila nha các bạn. Nhưng mà mình không biết có chính xác là cây này hay không, nhưng mà cái loại này mình coi TV đồ này nọ đó, chương trình này nọ, thì là người Mexico người ta trồng mấy cái này và nó phát triển rất là to. Cái đồ mà để khai thác nó cũng rất là lạ, nó là giống như một cái xẻng, nhưng mà nó bén cái vòng tròn trên á, nó bén cái mặt trên, người ta sắn xuống đó, để cho người ta lấy cái củ này người ta đem đi nướng, xong rồi người ta đem đi nấu nó thành rượu tequila. Y như là đế của Việt Nam mình nhá, tequila là rượu truyền thống của Mexico á. Lúc đầu mình nhìn mấy này mình tưởng nó không cứng nha các bạn, đụng vô thử trời đâm đau điếng luôn á, rất là cứng. Để có thời gian sẽ làm cỏ mấy này nữa, cỏ dại quá nhiều. Rồi ok các bạn, đi một vòng khảo sát coi là tìm mấy bạn ốc nè, rồi khảo sát coi có cái gốc nào mà chúng ta có thể cải tạo nó để mà làm tăng cái diện tích sử dụng hơn. Chứ bây giờ là nó, thứ nhất là dân số nó tăng nhanh, và cái nói chung cũng gần Tết lu bu quá, cái việc chăm sóc vườn tược đồ này nọ nó cũng bị gián đoạn bởi những cái công việc ưu tiên khác cho cái mùa Tết. Ví dụ như là đang dọn dẹp ở trong nhà, ưu tiên dọn trong nhà trước, cho nên là bữa giờ chỗ này là mưa quá nhiều, cộng với lại bỏ không, đâm ra là cỏ dại khá là nhiều, nhìn nó hơi bị sơ sát. Để coi Tết nhất này kiếm hoa kiếm trái đồ về chăm chút cho nó, cho nó đẹp hơn. Đẻ nữa đi, đẻ lứa nó đi. Con vịt này lúc mới về, con vịt cái nó đi cái tướng giống con đực đực lắm, mà giờ nó hơi rụt đưa lại ha. Nhìn nó ra tướng vịt cái liền, nó không có đứng thẳng thớm như con vịt đực, nịnh chồng lắm, đi theo mét giết à. Rồi ok các bạn, đi dạo một vòng quanh vườn đó, coi có cái gì cần có thể làm tốt hơn nữa, cải thiện hơn nữa, để làm cho mọi thứ nó ngày càng đẹp hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn. Ok, chúc mọi người xem clip vui vẻ và thật nhiều sức khỏe ha. Bye bye, mình đi làm việc tiếp đây.